Chuyện người trên vạn người, tập 350. Chương 1076. Phó Hạo Thiên cuối cùng cường thế ngả bài, toàn trường bàn tán sôi nổi oanh động. Ở trên đài khách quý, đã có người trên mặt mang theo ý cười, một bộ dáng không ngoài sở liệu, lấy thân phận của Phó Hạo Thiên, bọn hắn đối với cái loại át chủ bài này sớm đã có sự liệu rồi. Lập tức đem đại cục nắm trong tay, cung chủ Nam Ly Thanh Minh sắc mặt vẫn chẳng hề thay đổi. Lại lần nữa kiểm kê ma thi, kết luận thắng bại mấy vạn đệ tử thần sắc khác nhau ánh mắt một lần nữa hội tụ lên đài cao trưởng lão chủ trì ổn trọng cúi đầu hành lễ tuân mệnh sau đó quay người hướng về phó hạo thiên hạ lệnh phó hạo thiên ngươi vẫn còn ma thi vậy thì lập tức giao ra cho chúng ta kiểm kê phó hạo thiên khẽ mỉm cười hành lễ triển lộ ra phong thái nho nhã còn mời trưởng lão chờ một chút ta đã phái người đi mời ngụy lão tới rồi cái dáng vẻ tự tin rõ ràng trước ánh mắt của vạn chúng chăm chú mà mở miệng cơ hồ đã có tư thế thắng chắc trưởng lão chủ trì cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy thì liền chờ thêm một chút lát vậy. Chỉ dăm ba câu, phó hạo thiên hắn đã hoàn toàn khống chế thế cục. Mấy vạn người ánh mắt trông mong chờ đợi, hỉ nộ rõ ràng, cũng phân biệt ủng hộ rõ ràng. Những người ủng hộ Trung Ly Mộng vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng hiểu giờ phút này đã không thể làm gì được nữa rồi. Nhưng theo thời gian dần trôi đi, kích động đắc ý của các đệ tử đã dần lộ ra vẻ nghi ngờ. Đã trôi qua hơn một nén nhang rồi, ngụy trưởng lão thế nào mà còn không thấy bóng dáng chứ sẽ không phải là phó hạo thiên hắn cố ý làm ra vẻ chứ hỗn trướng phó sư huynh là thân phận gì sao lại phải giở trò bịp bợm chứ vậy ngươi nói thử xem vì cái gì mà thủy trung mãi không thấy ngụy trưởng lão điều này làm cho đám cãi chày cãi cối phe phó hạo thiên cạn lời cái này bên ngoài võ tràng vang lên từng trận bàn tán sôi nổi nghi hoặc tranh chấp không ngừng âm thanh tranh cãi truyền vào trong tai phó hạo thiên miễn cưỡng duy trì ý cười trên mặt sắc mặt bắt đầu có chút khó xử những cái lời nói chỉ trỏ kia thật giống như bôi cho chát chấu trên mặt hắn khiến cho mặt mũi hắn tối tăm vốn nên là thời khắc tạo danh tiếng đại thắng nghiền ép hết lần này tới lần khác lại không thấy bóng dáng của con hàng ngụy trấn phương kia ở đâu dù cho không ảnh hưởng tới kết quả nhưng cũng khiến trong lòng phó hạo thiên không lấy gì làm vui vẻ cả tại thịnh hội mấy vạn người nhìn chằm chằm phó hạo thiên cứ như thế đứng ngây ngốc giữa sân lửa giận cũng bắt đầu tuôn ra trong lòng nhịn không được mà ngoái đầu về phía sau truyền âm chuyện gì xảy ra vậy ngụy trấn phương vì sao lâu như vậy rồi mà còn chưa hiện thân tại thời khắc mấu chốt nắm chắc như thế này hắn có mục đích gì hả nghe vậy một lão đầu vẻ mặt căng thẳng truyền âm đáp lời công tử nguôi giận ta đã phái người đi mời nhưng cái con hàng ngụy trấn phương kia tu vi đại tiến người ngoài cũng không dám đắc tội có lẽ hắn còn đang điều tức chờ một chút chắc chắn sẽ chạy tới nghe tiếng phó hạo thiên cũng nhắm mắt sắc mặt âm trầm cái con già ngụy trấn phương này ỉ vào tu vi tinh tiến mà quá phận gần gây không ngừng sĩ diện nếu không phải vì vị trí thân truyền này thì còn cần người này tương trợ sao sao lại để cho hắn đắc ý như vậy được chứ cái lão tạp mao này cứ để cho hắn đắc ý nhất thời chờ tới khi vị trí thủ tịch tới tay không còn cần tới ngoại lực tương trợ nhất định phải để cho tên chó chết này ở trước mặt mình quỳ xuống nhận sai phó hạo thiên trong mắt hiện lên lãnh ý cơ hồ đã có sát ý ngay tại lúc này ngoại vi các đệ tử giống như thủy triều tránh ra một con đường vô luận là nội ngoại môn đệ tử đều cung kính lịch thiệp đứng sang một bên ngụy trưởng lão đến rồi chỉ nghe một tiếng cung kinh thông báo ngụy trấn phương chắp tay dậm chân cuối cùng cũng bước vào diễn võ trường tuy rằng chỉ có thân phận khách khanh trưởng lão nhưng mà ngụy trấn phương tu vi đại tiến cái sự tình lực chiến tám ma đã truyền ra mấy vạn đệ tử đều vẻ mặt mang theo sự tôn sùng trước mắt Ngụy Trấn Phương chính là nhân tố quyết định thắng bại của trận quyết đấu tranh giành thủ tịch đệ tử này, thân mang áo bào cho từ từ bước vào, tự nhiên dẫn tới vạn chúng đều chú mục. Ngoại vi đệ tử, thiên cung cao tầng, những khách quý, tất cả ánh mắt đều nháy mắt tụ tập lại. Chỉ thấy Ngụy Trấn Phương vẻ mặt trầm ổn, triển lộ lấy khí tràng của một cao thủ phi phàm, một tay thả lỏng sau đuýt, vững vàng tiến lên không hề có chút ngượng ngùng nào cả. Cái khí độ kia liền khiến cho người ta phải kinh diễm. Phó Hạo Thiên lập tức nghênh tiếp, hai tay ôm quyền hành lễ. Mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cùng với ý cười thân thiết, trong mắt không còn những cái âm lãnh lúc trước. Ngụy trưởng lão, quan hệ tới thắng bại của thủ tịch đệ tử, bất đắc dĩ mới phải mời ngài xuất quan, nếu có chỗ nào quấy dày, mong rằng được lượng thứ. Ngụy Trấn Phương chỉ là đạm mạc khẽ liếc nhìn hắn rồi gật đầu, ừm. Cái khí chàng cao thủ phi phàm, một lần nữa khuếch tán tới giữa sân. Không ít người đã hoàn toàn tin tưởng, con hàng Ngụy Trấn Phương này tất nhiên tu vi đại tiến, bằng không mà nói, cũng không dám đối với Phó Hạo Thiên có cái thái độ như thế. Trái lại thì Phó Hạo Thiên cũng không để ý, chỉ là trên mặt vẫn mang theo ý cười. Gặp cái tình hình này, ngay cả trưởng lão chủ trì cũng có mấy phần căng thẳng, đối với Ngụy Trấn Phương cũng phải lau mắt mà nhìn, chắp tay làm một cái lễ nghi lên tiếng hỏi. Ngụy trưởng lão, nghe nói trong tay ngươi còn có một ngàn ma thi, có phải thế không? Ngụy Trấn Phương nghe xong lập tức gật đầu, ân, thật sự có việc này. Lời nói vừa ra, khiến cho nội ngoại võ chàng các đệ tử vui buồn rõ ràng. Một chút nhìn tới thì thắng bại đã bộc lộ rõ ràng trong mắt mọi người. Ngoại trừ Trung Ly Mộng thì đám người còn lại mang theo vẻ mặt không cam lòng, các đệ tử phía sau lưng nàng đã sắc mặt trắng bệch. Trưởng lão chủ trì không hề bị lay động, tiếp tục lên tiếng hỏi. Nếu đã là như vậy thì còn mời ngụy trưởng lão giao ra ma thi ngay tại chỗ kiểm kê. Dưới ánh mắt chăm chú chờ mong của Phó Hạo Thiên Ngụy Trấn Phương hai ngón tay khẽ điểm một đạo lưu quang từ bên trong chữ vật giới chỉ lóe lên trước mắt cái đám đất trống trước diễn võ chàng hội tụ thành một ngọn núi nhỏ quang mang trói mắt tán đi cái đống núi ma thi này hiện ra trước mắt mọi người so với hai ngọn núi của hai người bên Kaj cũng đều cao hơn phân nữa đơn giản là nhìn là đã vượt quá số lượng 800 ma thi rồi Vậy thì cái số lượng một ngàn ma thi này thật sự không chút nghi ngờ rồi. Ngước mắt nhìn cái núi nhỏ ma thi kinh người kia, Trung Ly Mộng nắm chắc song quyền, chậm chậm buông ra, vẻ mặt tái nhật không còn chút huyết sắc sau lưng nàng các vị sư huynh đệ cũng sắc mặt tuyệt vọng triệt để bị cái ngọn núi ma thi này đánh tan cái này vậy phải làm sao bây giờ xong toàn bộ xong rồi những âm thanh tuyệt vọng vang tới phó hạo thiên nghe mà vẻ mặt hưởng thụ vô cùng ngoái nhìn lướt qua thần sắc mọi người cái ánh mắt tuyệt vọng đó khiến con hàng này càng vừa ý trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc ý không còn giả trang trưng ra một cái bộ dáng chính nhân quân tử nữa Nhất là nhìn thấy Trung Ly Mộng vẫn yên lặng, không có tiếng động, trong lòng của hắn cũng tràn ngập cảm giác có thành tựu. Tiêu Sái thưởng thức cái ngọc phiến trong tay, Phó Hạo Thiên nhếch mép cười đi qua. "Trung Ly sư tỷ, chậc chậc, ngươi nhìn xem trí nhớ của ta kìa, sau này ngươi không còn là sư tỷ của ta rồi, bản công tử phải gọi ngươi là Trung Ly cô nương mới đúng chứ." Tiếng cười vang lên, Trung Ly Mộng cùng với đám sư huynh đệ yên tĩnh cắn răng mà nhìn. Chỉ thấy Phó Hạo Thiên khóe miệng hơi nhếch, trên mặt mang theo thần tình tiếc hận. Thật là đáng tiếc, nhìn xem, chiến quả của các ngươi chỉ có 800, mà bản công tử trọn vẹn là 1.800, các ngươi ngay cả bằng một nửa của bản công tử cũng không có. Căn cứ ước định, Trung Ly cô nương liền muốn buông tha vị trí thủ tịch đệ tử, đồng thời từ nay về sau rời khỏi thương vân thiên cung chúng ta. Bất quá, bản công tử đối nhân xử thế khoan dung, nể tình chúng ta đã từng là đồng môn, ta cũng nguyện ý cho mượn phi chu đưa tiễn, ngươi xem thế nào hả? Ha ha ha. Tiếng cười ngày càng lớn, đã có chút trói tai. Trung Ly Mộng sắc mặt vô cùng khó xử, bị cái hiện thực tàn khốc mà bất đắc dĩ này chấn trụ, coi như không cam lòng, nàng cũng không có lực lượng chống lại. Các sư huynh đệ thì nghiến răng nghiến lợi, đã không nhịn được mấy vạn người bàn tán sôi nổi. Mắt thấy đại cục đã định, trưởng lão chủ trì cũng trèo lên thềm ngọc, đứng ở chỗ tông chủ cùng với sườn phía chỗ ngồi của khách quý, cao giọng khuếch tán ra thiên địa. Lần này thủ tịch đại điện, người đắc thắng chính là phó. Tiếng như lôi đình, cố định vinh nhục, ngay tại thời điểm phán định âm thanh phán định truyền vang đột nhiên bị một đạo âm thanh trầm thấp cắt ngang hãy khoan tất cả mọi người nghe tiếng thì sững sờ trưởng lão chủ trì cũng nhíu mày lại có yêu thiêu thân sao nhưng khi bọn hắn nhìn tới hướng phát ra âm thanh thì trông thấy ngụy trấn phương mở miệng chủ trì trưởng lão ước tính một chút cũng chỉ cố nín nhịn hỏa khí trong lòng trầm giọng lên tiếng hỏi không biết ngụy trưởng lão còn có chuyện gì không cái biến cố đột nhiên khiến cho mọi người đều nhìn chăm chú thân là người đứng giữa tiêu điểm ngụy trấn phương chấn định lên tiếng ngươi công bố kết quả không phải sai chứ ta lúc nào có nói qua một ngàn cái ma thi này là cho phó hạo thiên chứ chương một nghìn bảy mươi bảy cái gì những cái này ma thi không phải cho phó sư huynh sao ngươi cũng nghe thấy rồi đó ngụy trưởng lão sao lại nói ra những cái lời này dường như không thích hợp a xung quanh một mảnh xôn xao phó hạo thiên kinh ngạc tới sững sờ chống đỡ ý cười lạnh giọng ngoái nhìn Ngụy lão, ngươi đây là có ý gì, đại sự trước mắt vẫn không nên mở miệng nói đùa như vậy chứ?" Nhưng mà Ngụy Trấn Phương căn bản là không để ý tới hắn, không chỉ không ứng thanh đáp lời, mà ngay cả mắt cũng lười liếc nhìn con hàng này. Chắp tay về hướng trưởng lão chủ trì mà chăm chú nhìn, Phó Hạo Thiên căn bản là không tồn tại trong mắt của hắn, lời cũng đã nói ra không phải chuyện đùa. Lập tức khiến cho Phó Hạo Thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Chủ trì trưởng lão cũng vẻ mặt kinh ngạc. Ngụy trưởng lão trận tỷ thí này quan hệ đến vị trí thủ tịch đệ tử, không thể nói đùa được. Một ngàn ma thi này của ngươi, không phải để cho phó hạo thiên, vậy thì để cho người nào chứ? Tất cả mọi người kinh nghi nhìn chăm chú, trang diện trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Không chỉ là đệ tử trợn trừng con mắt mà nhìn, trên đài tiên cung chi chủ nam ly thanh minh, cùng các vị khách quý cũng hiếu kỳ nhìn. Ngụy Trấn Phương đã trở thành tiêu điểm ở giữa sân. Một lời của hắn đủ để quyết định quyền sở hữu vị trí thủ tịch đệ tử cũng đem tới dự định tương lai cho vị trí tiên cung tri chủ đã vượt qua phân lượng của một trận tranh đấu bình thường nguyên bản thắng bại đã rõ ràng dường như đột nhiên lại biến đổi đến khó bề phân biệt ngụy trấn phương khiến mọi người nhìn chăm chú cũng có người đang âm thầm mắng chửi hắn tại cái thời điểm mọi người đều nhìn chăm chú này thanh âm của ngụy trấn phương bộc phát trầm ổn kiên định ta không có nói đùa một ngàn ma thi này của ta tuyệt đối không phải là để cho phó hạo thiên cái lời nói xác nhận nhẹ nhàng vang lên giống như lôi đình mãnh liệt. Mấy vạn người vẻ mặt kinh ngạc, bị cái biến cố này chấn kinh đến kinh hô liên tục. Ây, cái này sao có thể chứ? Rõ ràng không phải là cho phó sư huynh sao? Đây rốt cuộc là tính huống như thế nào vậy? Ngụy Trấn Phương trầm chậm quay người, trên mặt mang theo nụ cười bình thản, tiếp lấy khẽ vung cái tay áo dài, hướng về Trung Ly Mộng đang ở một bên mà cúi đầu hành lễ, thản nhiên lên tiếng. Một ngàn ma thi này, tự nhiên là thuộc về Trung Ly Mộng tiểu thư tất cả nói xong một câu liền cúi đầu khiến cho toàn trường kinh ngạc trở nên ngây ngốc quyền sở hữu thuộc về trung ly mộng sao cái loại kết quả này dù cho chính tai nghe thấy nhưng tất cả mọi người cũng khó có thể tin tưởng vào cái lỗ tai của mình chỉ cảm thấy bản thân giống như đang nằm mộng vậy tại ngàn vạn kinh hãi này chăm chú nhìn xuống ngụy trấn phương vẫn y như cũ vẻ mặt trầm ổn ngôn từ động tác khách sáo coi trọng bất luận kẻ nào trông thấy đều sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết so với đối đãi đạm mặc với phó hạo thiên đâu chỉ có khác nhau một trời một vực chứ. Lại nghe thấy cái danh tự dâng tặng ma thi, mọi người ở đây đã biến sắc. Lại là cho trung ly sư tỷ sao, đậu mế, ngụy trưởng lão không phải tương trợ phó sư huynh sao, thế nào lại đột nhiên trở mặt rồi. Khẳng định là có mờ ám, không nghĩ tới, cao thủ như ngụy trưởng lão, vậy mà lại là gián điệp sao. Cái này cũng thật sự là long trời lở đất mà, khiến ta không dám tin. Chật chật chật, tiểu tử này thật đúng là có ý tứ. gợn sóng nổi lên, tiếng kinh hô ngay tại chỗ nổ tung diễn võ trường nguyên bản hướng về chỗ phó hạo thiên bây giờ rõ ràng lại bắt đầu bị xoay chuyển đặt mình vào cái loại tình huống quay xe này trung ly mộng cũng không thể nào tin được vẻ mặt của nàng cứ thế mê mang đứng yên thoáng cái có chút phản ứng không kịp phảng phất giống như chứng kiến thần tích phát sinh chỉ còn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thấy ngụy trấn phương hành lễ cúi đầu trung ly mộng càng thêm bối rối cái này ngụy trưởng lão mau mau đứng lên tiểu nữ không đảm đương nổi đại lễ như vậy ngụy trấn phương vuốt râu mỉm cười tiếp tục bình thản đáp lời trung ly tiểu thư quá khiêm tốn rồi không biết phần lễ vật này của lão phu tiểu thư có vừa ý không trung ly mộng vô thức gật đầu bây giờ mới có vài phần tin tưởng vừa ý rất hài lòng ân huệ diêu dắt của trưởng lão trung ly mộng nhất định là khắc ghi trong tâm khảm nghe nói như thế ngụy trấn phương cuối cũng mỉm cười gật đầu đâu có đâu có lão phu bất quá cố gắng hết sức mọn mà thôi, sao dám tranh công? ngoài miệng thì khiêm tốn hữu lễ, nhưng trong lòng thì đang rất vui mừng. đáng mà đạt được hứa hẹn như thế này của Trung Ly tiểu thư, một ngàn ma thi này thật sự là vượt qua giá trị của nó. Ngụy Trấn Phương lăn lộn tới vị trí khách khanh trưởng lão, vẫn có rất nhiều tâm cơ. hắn trước đây định đưa ra ma thi, nhưng cũng biết rõ tặng lễ có chú trọng lớn nhỏ cùng với thời điểm, tự mình tùy ý đưa ra cũng sẽ khiến đối phương cảm kích, nhưng phân lượng không đủ tương lai năm rộng tháng giàu, nói không chừng sẽ bị Trung Ly tiểu thư quên đi. Nếu đổi lại một cái phương thức khác, vào cái thời điểm mà Trung Ly tiểu thư cần nhất, hắn lại đem tặng ra một ngàn cái ma thi này, phân lượng chắc chắn là có khác biệt to lớn. Diệt hoa trên gấm tuy tốt, nhưng đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết rơi mới càng khiến cho người ta cảm kích mà nhớ lâu. Giờ phút này, Trung Ly mộng kinh hỉ phản ứng, liền chính là chứng cứ tốt nhất. Mắt thấy hết thảy kế hoạch thuận lợi, Ngụy Trấn Phương cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thoải mái ha 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 trung ly tiểu thư không cần để ý lão phu có thể cố gắng hết sức mọn tuyệt không phải ham muốn hồi báo tiểu thư mới chính là nhân trung chi kiệt cái vị trí thủ tịch này chính là dành cho người mượn cái thời gian khiêm tốn này ngụy trấn phương thuận tiện phóng ra một trận rắm đã mờ mịt cường điệu chiến công của mình lại cho trung ly mộng thiếp thêm một lớp vàng còn đem lần này tranh giành thủ tịch đệ tử chính miệng kết luận hai người nói những lời thân thiết khiến cho đám đệ tử xung quanh ngây ngốc mà nhìn một cục đá hạ ba con chim, cái lời nói thâm ý này càng là chấn kinh toàn trường. Sự tình lại đi đến tình trạng như thế này sao? Cái này ai có thể nghĩ tới được chứ? Động ngoe nó, nhìn xem thì chúng ta vẫn quá ngu, nguyên lai like Trung Ly Sư Tỷ đã sớm có nắm chắc rồi. Ta trước đây đã từng nói qua, Trung Ly Sư Tỷ có thể trở thành thủ tịch. Phi, ngươi đậu ngoe nói mà không biết xấu hổ hay không hả, thủ tịch đệ tử, thuộc về Trung Ly Sư Tỷ, Trung Ly Sư Tỷ mới thực sự là nhân trung tri kiệt lập tức những tiếng kêu ồn ào nổi lên bốn phía một nửa đệ tử đã bắt đầu ngả về hướng trung ly mộng thoáng một cái thế cục đã cơ hồ trọn vẹn đảo ngược rồi trên đài khách quý cuối cùng thì cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên toàn bộ không khí của thủ tịch đại điển càng thêm náo nhiệt đạt tới cao trào mới dưới tình huống toàn trường đều đang hô lớn phó hạo thiên càng lúc càng tức giận ánh mắt dần ửng đỏ vốn nên xuất tẫn danh tiếng này phải là hắn đảo mắt cái liền bị coi thường phảng phất giống như một vai hề không người nào hỏi thăm tranh lệch to lớn khiến hắn trên mặt mang theo sự xấu hổ giận dữ tất cả những thứ phong quang này vốn nên thuộc về hắn mới đúng dẫn đến cái loại tình trạng này đều là do cái con hàng ngụy trấn phương cái lão cầu này ban tặng cho hắn vì để thu mua nhân tâm hắn còn cho con hàng này hai cái thiên giai đan dược đậu xanh giàu mà nó thực sự là bánh bao thịt cho chó ăn có đi không có về mà sớm biết như vậy liền để cho cái con chó chết này chết tại băng tinh rồi phó hạo thiên các nghĩ càng giận sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trái lại, Ngụy Trấn Phương mặt mũi tràn đầy cái nụ cười thân thiết mà hắn chưa bao giờ có. Tại lúc này 10 điểm chói mắt, coi như ánh mắt liếc xéo nhìn qua, Phó Hạo Thiên CXNG đã tức giận đến mức toàn thân phát run. Hắn không cách nào khoan nhượng được cái sự phản bội này, dậm chân hướng về phía trước gào thét chất vấn. Ngươi cái lão già này, dĩ nhiên dám phản bội ta. Bà công tử đối xử không bạc với ngươi, gần đây càng lẽ đãi ngộ có thừa ngươi cái loại người ăn cây táo rào cây sung này dám lấy oán trả ơn cũng xứng làm trưởng lão của tiên cung chúng ta sao chuyện ngày hôm nay bản công tử chắc chắn khắc ghi trong lòng tiếng gào thét vang vọng võ trường rất nhiều đệ tử bị hù dọa đến cứng đờ căng thẳng thu lại thần sắc phó hạo thiên đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hoàn toàn không có cái phong độ nho nhã trước kia chán cũng đã nổi lên gân xanh mặt mũi tràn đầy một bộ dáng thở hồn hển cái loại trò hề này không khói khiến cho người ta thổn thức nhưng mà thân phận của phó hạo thiên vẫn còn tại ở đó các đệ tử đều kinh sợ thu lại ánh mắt chỉ còn sự kiêng kỵ không dám đối với phó hạo thiên có quá nhiều khinh miệt chỉ có ngụy trấn phương sắc mặt không đổi ngoài nhìn cười lạnh hừ ngươi thì tính là cái quần què gì chứ cũng đáng để lão phu để ý sao tại nơi này nói khoác không biết ngượng cũng không nhìn lại một chút chính mình xem là cái đức hạnh gì bằng ngươi cũng xứng cùng với trung ly tiểu thư tranh chấp còn dám ăn nói ngông cuồng sao chuyện hôm nay ngươi thích nhớ thì nhớ bố thí chỉ là hai cái đan dược, liền cho rằng là nhất đẳng cao nhân, đúng là không biết trời cao đất rộng. Phó Hạo Thiên tức giận đến mặt hết xanh lại đỏ, tất cả mọi người cũng bị lời nói này chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Ngụy trưởng lão quá cường thế, tuy nói rằng tu vi đại tiến, nhưng mà cái loại ngôn từ này đã đến tình trạng không chút sợ hãi. Phó Hạo Thiên thân phận phi phàm, liên trưởng muôn cũng chưa từng có gian dạy như vậy. Ngụy trưởng lão lại dám ở trong thủ tịch đại điển, quát lớn phản bác như vậy sao? đây chính là dẫn lửa đốt thân làm không cẩn thận thì sẽ thân tử đạo tiêu ngụy trưởng lão đến cùng là có cái lực lượng gì để dựa vào mấy vạn đệ tử kinh hãi trưởng lão chủ trì cùng với trung ly mộng cũng bị cái tình cảnh này chấn đến choáng váng cái thằng người song song ngây ngốc đứng một bên không khí đột nhiên trở nên yên lặng trên đài cao mấy vị khách quý cũng vẻ mặt kinh nghi đa số người thì khẽ nhíu mày dường như người được một chút hương vị không giống bình thường liền ngay cả nam ly cung chủ trong mắt cũng lộ ra sự phỏng đoán toàn trường bị đè nén dưới cái cục diện này ngụy trấn phương rõ ràng vẫn rất trầm ổn hướng về trung ly mộng hành lễ động tác càng lúc càng tự nhiên trung ly tiểu thư minh giám lão phu ngày đó tin lời sàm ngôn bị phó hạo thiên cái tên ngụy quân tử này lừa gạt vì vậy mới đồng ý xuất thủ tương trợ hắn bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ nguyện toàn tâm toàn ý tương trợ tiểu thư đạt được vị trí thủ tịch đệ tử chân truyền còn về nguyên nhân mong rằng tiểu thư rộng lòng tha thứ lại là cung kính hành lễ khiến cho toàn trường chấn kinh trả hiểu cái quần què gì cả vô luận là cái thái độ cũng kính ngôn từ khiêm tốn hung hăng chọc vào mấy vạn trái tim nhảy lên vô luận là người trước mắt có thân phận như thế nào cũng đều bị cái cảnh tượng này làm cho khó hiểu cái này vẫn là cái lão đầu ngụy trưởng lão vừa mới cường thế hay sao thế nào mà chỉ trong chớp mắt liền đối với trung ly sư tỷ kính sợ như thế nhìn tư thế thì có ý tứ su nịnh so sánh thì cũng quá rõ ràng trung ly mộng có năng lực bố đời lớn như vậy sao không ít người nhìn đến trong mắt phát run, trong lòng cũng có suy đoán liên miên. Ánh mắt hội tụ, Trung Ly mộng càng thêm căng thẳng, rơi vào mê mang. Vẹn vẹn chỉ mấy hơi thở trước, nàng mắt thấy là sắp phải bị thua, ở vào danh giới thân bại danh liệt. Đảo mắt một cái lại bị ngụy trưởng lão cường thế nâng đỡ, mắt thấy là sắp chuẩn bị trở thành thủ tịch đệ tử. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, cho dù năm mơ, cũng chỉ bất quá như thế mà thôi. Trung Ly mộng căn bản là không phản ứng kịp, cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó mắt thấy ngụy trấn phương liên tiếp cúi đầu hành lễ nàng chỉ có thể sợ hãi mà đáp lễ cái này ngụy trưởng lão nói quá lời rồi vãn bối tuyệt đối không dám nhìn cái loại hình ảnh cổ quái này khách quý trên đài đều có điều suy nghĩ hôm nay cái thủ tịch đại điển này thực tế đã vượt ra ngoài tất cả dự liệu của mọi người rồi nam ly thanh minh dường như nhìn ra được manh mối gì đó nhìn về phía trung ly mộng ánh mắt dần dần có chút biến hóa lập tức liền muốn đích thân mở miệng tuyên bố kết quả đem đại cục định ra Tràng cảnh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thanh âm, chỉ là tiếng phó hạo thiên đang gào thét vang vọng đất trời. Ngụy Trấn Phương, Trung Ly Mộng Sao, các ngươi dám càn rỡ như vậy, dám có can đảm nhục mạ như thế, vậy thì liền chuẩn bị tốt hướng chịu lửa giận của bản công tử đi. Các đệ tử đều kinh hãi, căn bản không dám ho he nửa lời. Tiếng gào thét không ngừng truyền khắp toàn bộ thương vân tiên cung. Tại một ngọn núi cao vượt trên tầng mây, tiên vụ lượn lờ. Tử trúc lâm tĩnh mịch đột nhiên bị đánh vỡ, Lão giả mở ra đôi mắt tang thương, ánh mắt lóe lên sự tức giận. "Thanh Nghi!" tiếng kêu trầm thấp vang lên, nữ bộc trẻ tuổi bên ngoài nhà trúc vội vàng quỳ gối, "Thái thượng trưởng lão." Phó đạo Hải vung nhẹ tú bảo, một đạo lưu quang tuôn hướng ra bên ngoài phòng. Nữ bộc hai tay nâng lên lưu quang, trên đó hiện lên những đường nét cổ xưa. Giọng nói trầm chậm vang lên, tiếng khàn khàn bên trong lộ ra bá khí không cho làm trái, vô cùng bá đạo. "Đem cái này giao cho Thiên Như." Thương Vân Thiên Cung truyền thừa từ xa xưa, người không có đại tiên duyên không thể dẫn dắt, một cái nữ oa vô tri thiên tư bình thường cũng dám ham muốn đại vị thiên cung sao, thật là không biết tự lượng sức mình. Ngươi giao cái này ra, Nam Ly Tha Minh liền sẽ hiểu rõ, cho dù hắn cũng không dám nghịch ý. Cho dù trải qua mấy ngàn năm yên lặng ẩn thế, Phó Đạo Hải đã đến gần vạn năm thọ nguyên, ngôn từ cũng kèm theo đạo vận đáng sợ truyền ra, uy thế khủng bố của Thái thượng trưởng lão không chút nào suy giảm. Một câu liền dẫn đến gió cuốn mây trôi, phảng phất mưa gió nổi lên. Nếu có các trưởng lão khác ở tại đây, cũng không dám đại khí lên tiếng. Nếu Bộc vẻ mặt kính sợ, nâng cái đạo quang mang đó ôn nhu đáp, Cẩn tuân mệnh lệnh của Thái thượng trưởng lão. Chương 1078. Diễn võ trường, Phó Hạo thiên sắc mặt dữ tợn, còn đang phát tiết lửa giận. Thủy Trung không có người nào dám lên tiếng, toàn trường ánh mắt đều hướng về trên đài cao. Nam Ly thanh minh ngồi vững vàng chê đại kỷ trong mắt lộ ra quang mang thư thái. Lập tức hắn liền muốn mở miệng tuyên bố kết quả. Đột nhiên một đạo lưu quang từ xa xa trong vân hải truyền tới, nữ bộc yểu điệu hiện thân võ trường. Nàng đã từng là thiên cung thân truyền đệ tử, cũng là thị nữ của thái thượng trưởng lão. Người này một khi xuất hiện, nam ly thanh minh cùng với cao tầng của thiên cung cũng lộ ra ánh mắt trang nghiêm. Mấy vạn đệ tử thì càng là vẻ mặt kinh sợ. Chỉ có phó hạo thiên ánh mắt lộ ra sự kinh hỉ. Cái nữ bộc kia trong mắt không có người khác, trực tiếp hướng về phía hắn mà hành lễ. Thiếu gia, Thái thượng trưởng lão mệnh nô tỳ đưa tới thiên giới." Âm thanh ôn nhu vang lên, cái giới chỉ cổ xưa được nàng dùng hai tay nâng lên. Bên trong cái bàn tay thon dài như ngọc kia, nằm một cái nhẫn cổ mộc mạc, bề ngoài nhìn như giống bình thường, lại tản ra quang mang phi phàm, vô số đạo vận đáng sợ lưu chuyển. Trong nháy mắt, toàn trường nhìn chăm chú, trong mắt Phó Hạo Thiên đại hỉ, vững vàng tiếp nhận giới chỉ, sau đó vận dụng thần thức xem xét bên trong tiếp đó thì lớn tiếng cười tự tin tràn ra khuôn mặt ha 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 các ngươi e rằng cao hứng quá sớm bản tông tử còn có một vạn ma thi tiếng nói vừa dứt quang mang giói chỉ mãnh liệt một đống ma thi cao tới trăm trượng chất thành một cái đỉnh núi số lượng khủng bố khiến cho toàn trường kinh hãi cùng với ba tòa ma thi núi nhỏ lúc trước bất quá chỉ là một cái viên đá dưới chân núi mà thôi không đáng giá để nhắc tới gần nửa diễn võ trường đều bị cái núi ma thi này chất đầy các đệ tử toàn trường đều kinh hãi lặng lẽ nhìn trưởng lão chủ trì cũng trợn mắt há hốc mồm lời nói không nào phọt ra được ngoài sân thì đang không ngừng trâu đầu ghé tai tiếng ông ông bên trong tràn đầy kính sợ cùng với chấn động trời ơi đống núi ma thi này cũng tuyệt đối có số lượng một vạn hôm nay thật sự là mở mắt rồi cái thủ bút như vậy thật không hổ là phó sư huynh ta đã sớm nói rồi phó sư huynh mới chính là nhân tuyển của vị trí thủ tịch đệ tử phó sư huynh uy vũ cái gì mà phó sư huynh sau này chúng ta có lẽ phải gọi là phó thủ tịch sư huynh a à, đúng 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 toàn trường lại đột ngột xoay chuyển phó hạo thiên cuối cùng cũng như mong muốn trở thành tiêu điểm giữa sân trong mắt tự thí nghiệm quang mang lấp lóe không ngừng ánh mắt liếc xéo qua một bên trong mắt tràn đầy ngạo khí cười lạnh hư hư ánh sáng đom đóm mà cũng dám cùng với hạo nguyệt tranh phong sao các ngươi cũng sừng sao cái lão tạp mau, uổng cho ngươi tu hành một đời đến cùng cũng chỉ có cái nhãn lực đó thôi sao làm người tài giỏi không trọng dụng được ngu xuẩn át chủ bài của bản công tử há các ngươi có thể tưởng tượng được sao tiếp theo bản thủ tịch chắc chắn sẽ vui vẻ đưa tiễn hai người các ngươi vô luận là cao tầng trên đài hay vẫn là đồng môn bên ngoài đều không có ở trong mắt của phó hạo thiên hắn đang không ngừng hướng về ngụy trấn phương cùng với trung ly mộng mà mỉa mai thời khắc này phó hạo thiên trong mắt đều là nắm chắc thắng lợi trong tay vô cùng tự tin phảng phất hắn sinh ra liền đã đứng trên cửu ngũ trí tôn mọi người chỉ có thể chứng kiến hết thảy đã là vinh hạnh lớn lao rồi trong thấy vẻ mặt kia trung ly mộng tức giận đến thân thể phát run nàng tự nhận thiên phú hay lịch duyệt đều ở trên phó hạo thiên thắng bại cũng tại vừa mới rõ ràng đem đại cục định ra phó hạo thiên vậy mà lại ỉ vào thái thượng trưởng lão nhúng tay tại trước mắt bao nhiêu người đem thắng bại xoay chuyển gần đây nàng và các huynh đệ vào sinh ra tử săn giết ma vật cực khổ trong nháy mắt đã bị cái tên nhị thế tổ này dựa vào gia thế mặt sát nếu biết sớm như vậy, thì cái trận tỷ thí này còn ý nghĩa gì nữa? Hơn một vạn ma thi kia chỉ để cho nàng cảm thấy mỉa mai chói mắt. thật muốn vượt qua phó hạo thiên cái dạng này được sao? còn có cái gì là công bằng đáng nói chứ? lại nhìn tới phó hạo thiên đang là mặt mũi dương dương đắc ý đầy ngoan lệ. một khi hắn đắc thế, nhất định sẽ không buông tha. tương lai khi người này trở thành thủ tịch đệ tử, thậm chí chấp trưởng thương vân tiên cung, đừng nói là nàng và ngụy lão cho dù là những sư huynh đệ đã từng tương trợ này, tất nhiên sẽ đều khó có thể sống yên lành được. Thương Vân Thiên Cung rơi vào trong tay người này, tuyệt không phải là việc tốt. Trung Ly Mộng không cam lòng ngước nhìn, hướng về trên đài cao hành lễ. Đệ tử cả gan, mời cung chủ mở miệng định đoạt, mong rằng cung chủ sẽ chủ trì công đạo. Tuy rằng chỉ là một lời nói ôn nhu của một nữ tử, nhưng khí thế lại kiêu ngạo giống như thiên quân vạn mã. Tại cái loại cục diện này, Trung Ly Mộng còn dám mở miệng, dũng khí đủ khiến cho chín thành nam nhi trong thiên hạ cảm thấy xấu hổ. Cái tính cách kiên nghị không chịu khuất phục như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Một nửa đệ tử đều phải ngước mắt nhìn, trong mắt còn cất giấu đầy đủ chờ mong mịt mờ. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão đứng yên lặng không nói lên lời, ánh mắt phức tạp, từ đầu tới cuối không có tỏ thái độ, liền một động tác nhỏ cũng đều không có. Bên trên mấy vị trưởng lão, thiên cung chi chủ nam ly thanh minh ngồi vững trên đại kỷ, vẻ mặt yên lặng khó phân biệt được hỉ nộ trong đáy mắt chỉ có hiện lên một chút bất lực không chỉ có hắn thất đại thiên tông cao tầng cũng không kém bao nhiêu hết thảy đều được bát đại cao thủ này nhìn thấy rõ ràng cuộc tỷ thí này bên thắng vốn nên là trung ly mộng không biết vì lý do gì thái thượng trưởng lão cưỡng ép nhúng tay không để ý tới thân phận nâng đỡ phó hạo thiên cái thủ đoạn gian lận bày ra trước mặt trọn vẹn bao trùm bên trên quy tắc săn giết ma vật thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm lại là tông môn đệ nhất nhân thêm nữa ngày đại nạn cũng sắp tới gần nguyên cớ vô luận có hành động gì từ trước tới giờ mọi người cũng đều nhún nhường ai cũng nói rằng kẻ sắp chết chính là người nguy hiểm nhất không ai nguyện ý dây dưa giờ phút này cũng không có bất luận người nào lên tiếng dù cho là công nhiên gian lận thậm chí dùng thân phận tương trợ nhưng không thể hoài nghi cái loại bối cảnh này cũng là một bộ phận của thực lực thủ tịch đệ tử chân truyền không chỉ có điều kiện về thiên tư và tính cách bối cảnh cùng với nhân mạch cũng cực kỳ trọng yếu trừ phi có được khí vận nghịch thiên cùng với tiên duyên bằng không trung ly mộng ưu tú như thế nào thủy trung cũng khó có được phân lượng so sánh nam ly cung chủ rõ ràng chỉ có thể yên lặng dưới cái tình huống bức bách này công đạo sao tại trước mặt bối cảnh cùng với thực lực tuyệt đối bất quá cũng chỉ là lời nói yếu đuối mà thôi hiện thực mãi mãi là tàn khốc như vậy trên đài cao bao gồm bên trong nam ly thanh minh cung chủ bát đại cường giả đều ngầm đồng ý không lên tiếng mắt thấy cái loại yên lặng này toàn trường cũng đều yên lặng theo. Không ít đệ tử phảng phất tín niệm cũng sụp đổ, khó có thể tin, kinh ngạc nhìn chung quanh, chỉ thấy các sư huynh đệ đang ngây ngốc chấn động, toàn trường rơi vào trầm lặng. Mắt thấy trên đài cao một mảnh ngầm đồng ý, Trung Ly mộng sắc mặt trắng bệch, bên trong ánh mắt hiện lên từng tơ máu. Không nghĩ tới, nàng hao hết hết thảy cố gắng, đến cùng vẫn là thua ở cái gọi là bối cảnh ra thế. Đối mặt với thủ đoạn hèn hạ như vậy, rõ ràng không một người nào nguyện ý ra mặt bênh vực lẽ phải. Trung Ly Mộng không cam lòng nhìn chung quanh, các trưởng lão thủy chung không nói một lời. Các sư huynh sau lưng nàng cũng rất nhiều người xấu hổ cúi đầu, không dám tiếp tục cùng đối diện với nàng, hiển nhiên đã bị quyền thế của Phó Hạo Thiên trấn nhiếp. Dù có là đồng môn ngàn vạn năm, nhưng không có một người nào dám lên tiếng nói thẳng. Lặng lẽ đứng thẳng chơi trọi bất động một chỗ, Trung Ly Mộng cũng không trách những người khác nhát gan. Chỉ có thể không cam lòng nắm chặt song quyền bên trong tay áo, trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cái thần sắc kia, nháy mắt đều được toàn trường thấy rõ ràng phảng phất thế gian bi thương đều lặng lẽ ở bên trong đó giống như một người độc hành trên sa mạc cả người đều muốn khô héo trưởng lão chủ trì bất đắc dĩ thở dài hai sau đó muốn tuyên bố kết quả đột nhiên một đạo tiếng cười đánh vỡ sự yên lặng này ha 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 mấy vạn người kinh dị ngước mắt nhìn người cười to đúng là ngụy trấn phương cái vị khách khanh trưởng lão này im lặng nãy giờ bây giờ lại cười thoải mái đến bất ngờ đi tới gần bên cạnh hơn vạn ma thi cũng không có chút nào kính sợ cả nụ cười tiêu sái buông thả tới cực điểm rõ ràng thắng bại đã định liền chính hắn cũng sắp gặp nạn vậy mà còn dám lớn tiếng cười như vậy sao chẳng lẽ là bị hù dọa tới phát điên rồi sao mọi người yên lặng ngước nhìn chỉ thấy ngụy trấn phương liếc mắt nhìn con hàng phó hạo thiên ngươi gọi cái này là át chủ bài sao liền chỉ cái này thôi sao lời nói tùy tiện vô cùng khiến cho không ít người phải hít vào luồng khí lạnh trước mắt nhưng mà có hơn một vạn ma thi đó cái loại thủ bút này coi như kéo cả một nửa lực lượng thiên cung đi săn giết cũng không có khả năng mấy ngày làm được ngụy trấn phương cứ như vậy mà cùng ngôn hẳn là điên thật rồi mấy vạn người vẻ mặt kinh ghi phó hạo thiên trực tiếp cười thành tiếng tự tin tràn ra bên ngoài khuôn mặt ngươi thật đúng là để ta cảm thấy buồn cười tại trước mặt một vạn ma thi chẳng lẽ ngươi còn có thể nhấc lên cái quần què gì sao nào biết được Ngụy Trấn Phương khẽ bĩu môi khinh thường, nhìn giống như đang nhìn tiểu hài tử nhảy nhót mà khinh miệt. Quay người hướng sang phụ cận, hướng về phía Trung Ly mộng hành lẽ. Trung Ly cô nương, có thể từng nhớ lúc trước lão phu đã từng giao phó cho người một cái giới chỉ không? Hết tập 350, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.